Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị xem là cái mẫu đôn này để những cái sản phẩm nó rất là nặng và để làm đồ phong thủy lên bên trên này. Thì để cho quý vị chiêm ngưỡng thì hôm nay tôi sẽ lấy một cái đôn này. Đôn này là cái mặt này của nó là 40. 40 40. Tôi sẽ bóc cái này ra. Sau đó là tôi sẽ mang cái đôn này vào trong phòng để trưng bày cho anh em xem. Đấy, để cho anh em thấy được rằng là cái giá trị của cái đôn này khi mà trưng bày thì nó có ok không. Tôi sẽ đặt một cái quả cầu phong thủy bằng đá nặng lên tới cả một tạ. Đây, bây giờ chúng tôi sẽ bê vào trong phòng cho anh em xem. Đây là cái mẫu đôn. Bê hẳn vào trong phòng cho anh em xem để anh em thấy được rằng là cái mẫu đôn này nó chất như thế nào. Xem là nó có phù hợp không, đúng không ạ? Đây. Đối với một trong những cái mẫu đôn ấy thì chúng ta cũng nên lựa chọn làm sao để trưng bày cho nó phù hợp, đúng không ạ? Đây, bê cái mẫu đôn này vào trong phòng. Tôi đặt cái viên đá phong thủy lên. Viên đá nặng lắm, không biết là có bê được xuống hay không. Đây là trong phòng này, đây là phòng làm việc này. Và cái viên đá phong thủy thì mình muốn đặt sang bên tay phải này. Đây. Đấy, đặt đây. Cái vấn đề là chúng ta thấy là nó khá là vừa. Đây, cái mẫu đôn là chúng ta đặt như này. Đấy, và tôi muốn là chuyển cái viên đá này xuống. Đây, cái viên đá to khụ này. Chuyển cái viên đá này xuống để này ra. Anh em thấy cái viên đá này nó cực kỳ khủng bố đúng không ạ? Bê được viên đá này xuống thì không hề đơn giản. Lặng ra man. Tôi sẽ phải trèo nó lên. Bởi vì đặt cái viên đá đây nó to quá, muốn cho nó xuống. Quá to, quá nặng. Ở đây. Đây. Cái viên đá này là viên đá phong thủy, đặt ở đây nó cảm thấy không phù hợp lắm. Chuyển nó sang bên này. Yeah. Đặt lên cái đồn này. Bây giờ một quả cầu này bê sang bên đấy thì không biết có bê được không. Xem cái này, bỏ kẹp nó lên trên này. Ôi. Đây là anh em nhìn đây, một cái quả cầu đã được đưa vào đây rồi. Đấy, còn cho bác cái khăn lau vào đây. Đây, đá này là đá phong thủy, cái khăn lau ấy. Đây, mình đặt nó vào như này, sau đó là mình sẽ ngồi ở đây. Đấy, và anh em thấy được rằng là nó cũng khá là phù hợp, đúng không ạ? Bởi vì trước mình đặt ở trước mặt này thì nó sẽ không phù hợp với phong thủy, bởi vì là một cái viên tảng đá nó quá lớn mà chúng ta đặt ở trước mặt thì đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng về ảnh hưởng về cái phong thủy. Đấy, một cái tảng đá đặt ở chỗ này. Đấy, cho nên là mình thấy nó không phù hợp. Nếu mà đặt những cái viên đá phong thủy ở trước mặt này, chúng ta nên đặt những cái viên đá nó nhỏ thôi thì được, còn viên đá to như mình
vừa mới di chuyển ra đây thì chúng ta không nên đặt đây, đặt ở bên cạnh này thì nó sẽ phù hợp hơn, phong thủy nó sẽ cũng sẽ tốt hơn. Và cái viên đá này ấy, là chia sẻ cho anh em là viên đá 7 màu. Viên này là viên 7 màu, xanh đỏ tím vàng. Đấy, đây, đỏ này. Đấy, viên đá này nó cũng rất là đẹp. Đấy. Đây là gọi là quả cầu. Đây, xanh đỏ tím vàng đây. Màu đỏ có này. Trắng có này. Màu vàng có này. Màu xanh có này. Màu tím có này. Đấy. Viên đá này trước mình mua nó cũng rẻ này. Mấy triệu. Đấy, màu nào để cho nó sạch. Anh em thấy không ạ? Thực ra chia sẻ cho anh em ấy, không phải là để mà chia sẻ một cái cách, tức là đây, không phải là chia sẻ cho anh em là nó không thực tế, mà chia sẻ cho anh em rất thực tế. Cái quả cầu này ấy, là cả hai cái này đợt trước mình cân lên là được 80 cân. Thì quả này đâu đó khoảng 50 cân thì đấy. Quả này 30 cân. Đấy, khuôn khuôn nó như vậy. Đấy. Thì anh em thấy không ạ? Đặt lên cái đôn này, anh em thấy chắc chắn không? Cực kỳ chắc chắn. Đôn này là đôn 40-40 thì nó vừa zin luôn. Tức là mỗi một bên nó chỉ thừa có khoảng độ phân thôi. Bên này là hai bên này nó thừa có phân thôi. Tức là nó rất là đẹp, đúng không ạ? Cho nên là một cái đôn bằng gỗ hương này, thực ra chúng ta thấy là rằng là khi mà chúng ta trưng bày lên thì nó vừa phù hợp, vừa thấy cái độ đẹp của nó. Cái thứ hai nữa là nó rất là chắc chắn. Đấy, anh em nào mà sử dụng đến cái đôn ấy, mà chúng ta cần phải để cái đồ nặng lên thì anh em cũng cứ lựa chọn những cái đôn như thế này. Bởi vì nó là một cái đôn chắc chắn, đúng không ạ? Đấy. Bản thân tôi thì tôi thấy là những cái đôn như này là tôi thấy rất ưng rồi. Đặt nó. Thôi, đặt như này thôi. Dịch dịch nó vào nhưng mà nặng lắm. Đấy, mình có thể không dê được. Đấy. Nhưng mà nó cách cách ra một tí thì nó cũng sẽ hay hơn. Đấy. Đấy là cái mà chúng tôi chia sẻ cho anh em. Anh em cứ nhìn thấy đôn 40 40, đôn này là cao 80. Đấy, nó có hai tầng. Cái tầng bên trên này chúng ta đặt phong thủy như này rồi. Tầng bên dưới thì chúng ta có thể đặt những cái đồ vật như này. À, như là những cái máy với các thứ mình đặt ở dưới gầm này rất là ổn toàn, là đẹp và nó cũng mang lại được cái tiện ích cho chúng ta, đúng không ạ? Và một lần nữa thì chúng tôi luôn cảm ơn quý vị khi mà đã quan tâm theo dõi những cái video mà chúng tôi chia sẻ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.